Người đàn ông này có tận 8 đứa con, nhưng nhà anh ấy chỉ có 2 chiếc xe. Nhìn thấy nhân viên của mình vất vả như vậy, ông chủ rất không nỡ. Thế là ông tặng luôn cho anh ấy một chiếc xe. I want to give you a new car. You gotta be kidding me. Đây chính là ông chủ đi nằm vùng hôm nay. Ông ấy là chủ tịch chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất nước Mỹ. Ông ấy có hơn 7.800 siêu thị. Lợi nhuận hàng năm của công ty đạt hơn 10 tỷ đô. Để tham gia nhiệm vụ gián điệp lần này, ông chủ đội tóc giả, nhuộm râu thành màu đen, lại dán thêm một hình xăm nữa, rồi bấm lỗ tai. Nhìn hình ảnh trước sau khi ông ấy biến hình, đối với một chủ tịch mới lên chức 2 năm như ông ấy thì nhất định nhân viên sẽ không nhận ra ông. Quả nhiên, nhân viên đầu tiên nhìn thấy ông đã bị vẻ ngoài bây giờ lừa gạt. My first impression of Mark was this hillbilly rock type person. Cô ấy tưởng Marcet đến thực tập để lấy tiền thưởng. Thế là khi Marcet đi làm việc, cô ấy không ngừng bóc phốt công việc của mình. The company doesn't really think about us sometimes. Doesn't think about us little people in the store. Marcet nghe xong thì hơi khó hiểu, Lay lại nói tiếp. Just because they send us stuff that we don't need, like 30 bags of cat food a week. Một nửa số đó hoàn toàn là thừa thãi, phải để vào trong kho, không bán được thì nó lại bị hỏng. Marcet rất bất ngờ về điều này. Xem ra là trung tâm phát hàng và siêu thị trao đổi với nhau có vấn đề. Sau đó Lay lại nói thời gian làm việc của mình rất dài, mỗi tuần cô ấy đều phải làm 40 giờ, mà nhân viên ở đây thì ít thế nên cô làm việc ở đây rất buồn chán. Cô còn đang định học chuyên ngành khác để đổi nghề đây. Nghe cô ấy nói vậy, Marcet cảm thấy hơi thất vọng. Ông cảm thấy Lay là một nhân viên tốt, ông quyết định về phải điều chỉnh lại phương án gửi hàng. Sau đó thì nghĩ cách để giữ Lay lại. Rất nhanh Marcet lại đến nơi phát hàng của công ty mình thực tập. Người hướng dẫn ông là Rick. Rick đã làm việc ở đây hơn 10 năm, vô cùng có kinh nghiệm. Khi hàng vận chuyển bị tắc thì anh ấy liền nhanh chóng chạy đến dỡ hàng ra. Điều này làm ông chủ rất kinh ngạc. Khi hai người tám chuyện, Marcet mới biết nhà Rick có 8 đứa nhóc. Mỗi ngày anh ấy làm việc vô cùng vất vả, mà kinh tế thì vẫn eo hẹp. Nhà anh ấy chỉ có 2 cái xe cũ. Khi nói về sở thích cá nhân, hóa ra ông chủ và anh ấy đều là fan cuồng nhạc pop. Rick mời ông chủ đến nhà mình chơi, nhìn thấy nhạc cụ ông chủ muốn thử tay một chút. Nhưng khi nhìn thấy nhà Rick có đến 8 đứa nhóc, lúc này, ông chủ càng thêm tôn trọng cậu ấy. Ông chủ quyết định khi về phải giúp cậu ấy mới được. Sau đó Marcet lại tiếp tục đến khu vực vận chuyển của công ty. Người hướng dẫn Marcet là Michael. Michael vì muốn kiểm tra khả năng chịu áp lực của ông chủ, thế là ông chủ vừa đến anh đã cho ông chủ thử cảm giác mạnh. Anh để ông chủ lên cao để lấy hàng. Ông chủ sợ đến mức run hết cả người. Cho đến khi ông chủ không chịu được nữa thì anh ấy mới cho xuống. Sau đó Marcet và Michael nói chuyện phiếm. 16 tuổi anh ấy đã bắt đầu làm việc ở công ty rồi. Tính đến giờ đã làm việc ở nhà kho được 10 năm rồi. Ông chủ mới hỏi Michael có gặp khó khăn gì trong công việc không. Michael bảo là mùa đông thì thời gian làm việc của mình rất ít, một tuần chỉ làm việc được 25 giờ. Khi lấy lương thì chỗ đó quá ít, không đủ nuôi 3 đứa con. Hơn nữa anh ấy còn đang có khoản nợ 18.000 đô. Ông chủ lại hỏi Michael rằng có muốn lên chức không. Michael nói nguyện vọng của mình là được lên giám đốc khu vực. Ông chủ ghi nhớ những điều này vào lòng, nghĩ xem là có nên giúp ông ấy một tay không. Michael dạy ông chủ cách điều khiển xe hàng. Lúc bắt đầu ông chủ làm cũng khá ổn, nhưng khi hết đùa thì ông ấy bắt đầu căng thẳng. Ông chủ lái xe hàng mà tưởng mình đang lái xe đua, đến chỗ nên dừng thì không dừng. Ông nhìn thấy biển dừng chưa, đến chỗ kia thì dừng một chút. Ông chủ còn lái xe nhanh quá, suýt chút nữa thì đâm vào Michael. Khó khăn lắm mới chuyển được hàng, ông chủ suýt nữa lại va phải giá để hàng. Lần này thì Michael sợ chết khiếp, một khi chỗ này mà xảy ra chuyện thì hậu quả nghiêm trọng lắm đấy, thậm chí còn có thể gây ra chết người. Michael nhìn thấy ông chủ luống cuống thế thì không thể yên tâm được, Michael đành tự mình làm vậy. Sau khi bỏ hàng xuống, Michael liền quyết định. Anh à, tôi nói thật với anh nhá. Mark, I gotta tell you this, I wouldn't be comfortable leaving you like alone doing this. I will have to, you know, let you go. It's all that and I get fired just for that one little mistake. Yeah. Really? Yeah. Marcet cảm thấy rất mất mặt, ít ra mình phải nể mặt mình một tí chứ. Nhiều máy quay ở đây thế cơ mà, đây không phải là vả vào mặt mình giữa bàn dân thiên hạ à. Lúc này Marcet muốn thừa nhận mình chính là ông chủ lắm rồi đấy. May mà tổ chương trình phải cản lại, thế là Marcet đành phải lầm lũi đi về. Đến trạm cuối cùng, người hướng dẫn ông chủ là cửa hàng trưởng Sanen. Cô ấy rất dịu dàng và dễ gần. Cô ấy rất kiên nhẫn chỉ cho ông chủ cách dùng máy quét mã, hơn nữa còn nói cho ông chủ tôn chỉ trong nghề của mình. She'll always keep her ear my. It's all about the customer. Who's the most important thing? Customer. And then? Sales. There you go. Ông chủ rất thưởng thức thái độ kính nghiệp của cô ấy. Sau khi Sanen kể cho ông chủ nghe về câu chuyện của mình, thì ông chủ lại càng khâm phục cô ấy hơn. Hóa ra Sanen là mẹ đơn thân của 3 đứa trẻ, để nuôi lớn chúng, mà cô phải từ bỏ cơ hội đi học ở Đại học Berkeley, cũng vì có trẻ con mà trạm cứu hộ không cho cô ở. May mà có bà nội cô giúp cô nuôi bọn chúng. Điều này đã làm cô ấy cảm thấy thỏa mãn rồi. Giống như cô ấy nói, it's not about where you came from, it's about where your plans are to go in life. Cô ấy làm ông chủ rất cảm động. Ông chủ nói thật với tổ chương trình, ông ấy có thể nuôi những nhân viên như thế này cả đời. Lớp trang điểm của ông chủ không xịn sò chút nào. Khi ông bước vào, hầu hết các nhân viên đều nhận ra ông, nhưng có mỗi Michael thì khác. Anh ấy không chỉ không nhận ra ông chủ, mà còn thật thà nói là ông chủ đi nằm vùng không làm được việc. Marcet rất thích sự thẳng thắn của anh ấy. I know you fired me. Yeah, but I deserve to be fired. Ông chủ không so đo gì, mà còn rất thích thái độ làm việc có trách nhiệm của Michael. Ông biết anh ấy còn khoản nợ 18.000 đô chưa trả hết. Ông chủ trả trước cho anh 6.000 đô, sau đó thì sẽ trả giúp anh 12.000 đô nữa. Oh, thank you. Thank you. This is really good.
Ngoài ra ông chủ còn mời đến một nhân viên tư vấn tài chính để giúp anh ấy học cách quản lý tài sản, tránh cho anh ấy lại rơi vào nợ nần lần nữa. Nhưng mà chưa hết, giờ ông chủ có bài to hơn này. Ông chủ biết ước mơ của Michael là được làm quản lý khu vực, thế là ông chủ sẽ đề bạt anh, còn tăng cho anh 40% lương nữa. Lúc đầu Michael rất hối hận vì mình đã đuổi việc ông chủ, nhưng mà anh cũng cảm thấy rất may mắn. Nếu cho anh ấy một cơ hội nữa, anh ấy vẫn sẽ đuổi việc ông chủ. Người tiếp theo là Lay. Cô ấy nghĩ lại những lời nói xấu khi ông chủ đi vi hành. Cô ấy căng thẳng rồi nhanh chóng xin lỗi ông chủ, nhưng không ngờ ông chủ lại thích sự thẳng thắn của cô. Chủ yếu những vấn đề cô ấy nhắc đến đều là những vấn đề công ty đang đối mặt. Để thưởng cho cô, ông chủ quyết định tặng cô và chồng một chuyến du lịch đến địa điểm yêu thích của hai người. Expenses paid. Take some time off. Don't think about family dollar. Go have some fun. Thank you. Ngoài ra thì, ông chủ biết cô sau khi học xong đại học sẽ bỏ việc. Để giữ lại nhân tài như cô, ông chủ quyết định trọng 3 năm tiếp cô học đại học, mỗi năm cho cô 5.000 đô. Khi nào tốt nghiệp thì vào công ty làm luôn. Ông ấy sẽ tự mình sắp xếp công việc cho cô. Hơn nữa, mỗi năm sẽ cho cô thêm 5.000 đô. I think I'm going to now. Right. Good. That's great. Sự chân thành của ông chủ cũng làm cô ấy rất cảm kích. Về sau cô ấy nhất định sẽ trung thành với công ty. Sau đó là Rick. Anh ấy và ông chủ đều có trái tim yêu thích nhạc pop. Thế nên ông chủ tặng cho cậu ấy chuyến giao lưu cùng thần tượng. Thậm chí còn có thể biểu diễn cùng họ. Oh man, that's amazing. Ông chủ còn biết nhà anh có 8 đứa trẻ, nhưng nhà lại chỉ có 2 chiếc xe nên rất khó khăn. So Rick, I want to give you a new car. You gotta be kidding me. I don't even know what to say. Rick vất vả làm việc mười mấy năm cuối cùng cũng có kết quả. Cuối cùng là Sanen, ông chủ thích cô ấy nhất. Ông biết Maset còn có 3 đứa trẻ đang phải nhờ bà nuôi, thế nên ông quyết định trả hết tiền nhà trong một năm là 15.000 đô cho cô. Lay xúc động không nói lên lời. Nhưng còn chưa hết, ông chủ còn muốn giúp cô một tay nữa. Your increase, effective immediately, is a 40% raise. This whole package is worth somewhere in the neighborhood of $80,000. Oh my gosh. And you deserve. Xem ra là cơ hội sẽ để lại cho những người có chuẩn bị. Thế nên nỗ lực nhé các con dời ơi.